Hello, xin kính chào toàn thể anh chị đã quay trở lại với Thái Học Ô tô Sài Gòn. Hôm nay Học lại mang đến cho anh chị Fortuner Blender 2022 mẫu mới, 11 lo JBL, trang bị động cơ 2.4, máy dầu, số tự động 6 cấp, phiên bản một cầu nha anh chị. Xe màu trắng, đi chỉ mới có 5.900 cây thôi. Xe này thì anh chị sẽ còn được bảo hành chính hãng 5 năm toàn quốc tới tháng 6 2027 nha anh chị. Sản xuất vào tháng 6 2022, xe màu trắng nha anh chị. Xe thì bên Học đã làm đẹp, đánh bóng bên ngoài nè, và kiểm tra 176 hạng mục, diệt khuẩn, khử mùi, tách ẩm bên trong nội thất. Đây là mẫu xe 7 chỗ gầm cao, rất bền bỉ và chi phí bảo dưỡng thấp. Cộng thêm cái nữa là anh chị đi xa rất là tiết kiệm luôn anh chị. Một mẫu xe thay thế cho mẫu Sportivo của Fortuner, Toyota Fortuner Blender 2022, xe còn cực kỳ đẹp luôn. Xe này thì anh chị mua tiết kiệm so với xe mới lên quanh khoảng hơn 200 triệu đồng. Còn với cái chất xe này thì không khác gì xe mới hết anh chị. Đi chỉ mới có 5.900 cây à. Đó, đây, đồng hồ đây anh chị, 5.982 km. Đó. Rồi, đầu tiên vẫn như thường lệ, Học xin mời anh chị cùng Học đi kiểm tra qua những cái chi tiết về ngoại thất, nội thất của xe. Đó. Toyota Fortuner Legander 2022 nha anh chị. Rồi, đầu xe thì anh chị sẽ có hệ thống đèn full LED này, kể cả đèn gầm, mặt ba đờ sóc thì hầm hố găng guốc thể thao. Phối hợp vừa giữa hai màu đen bạc trắng. Đó, rất đẹp anh chị ha. Một cái thiết kế rất đẹp. Đèn full LED có chia ô chia khoang này, những cái đèn dãy định vị ban ngày. Anh chị đi mua những chiếc xe mà còn bảo hành thì rất là dễ anh chị. Ví dụ như cái đèn này mà chưa nói tới xe đụng nha. Ví dụ như cái đèn này mà bị bể thì anh chị sẽ chỉ bảo hành có 1 năm và 5.000 cây thôi. Còn mà đèn zin theo xe thì anh chị sẽ còn bảo hành tới 5 năm và 150.000 km. Đó. Về phần ba đờ sóc phía trước này, anh chị nhìn này, cái mí cản nè. Cái mí cản vẫn còn này, cản zin chưa sơn nha anh chị. Cái này là mí cản zin chưa sơn. Đó, xe nước sơn zin còn quanh xe. Phần capo thì ở đây nó sẽ có một dấu chày nhẹ nha anh chị. Một dấu chày nhẹ chỉ như thế thôi. Còn về cơ bản thì không khác gì xe mới anh chị, mà tiết kiệm gần 200 triệu đồng thì rất đáng để anh chị nghiên cứu sản phẩm này nha anh chị. Legender còn khá đẹp đúng không anh chị? Xe thì có camera 360 độ zin đeo xe nè. Camera 360 độ. Đây. Mặt ca lăng, logo còn rất mới anh chị. Đó, phần đèn pha, phần đèn gầm, xe này nó cũng nằm khá cao vì Fortuner là một mẫu xe 7 chỗ SUV gầm cao, cái phần bên dưới nè, anh chị nhìn thấy không? Còn khá mới. Đó. Nước sơn capo vẫn còn zin nha anh chị, chưa sơn, chưa thay thế gì hết. Xe thì cam kết với anh chị không đâm đụng, không ngập nước, động cơ hộp số còn nguyên thủy. Đó. Rất đẹp, cái chỉ đây cũng còn. Vỏ xe thì đi chỉ mới 5.900 cây thì còn khá mới. Bộ mâm hộp kim nhôm phay xước dạng phi tiêu. Bảy bước chân. Tay nắm cửa marom có nút bấm, nẹp chân kính nè, xe đã trang bị phim cách nhiệt rồi. Bề kính thì là sẽ là auto một chạm và chống kẹt anh chị. Có dán keo bảo vệ chống chày xước của chủ trước này, Học cũng để nguyên vì còn khá mới. Ở đây có đèn light, vào ban đêm. Rất mới anh chị. Lo JBL 11 lo JBL. Anh chị. Còn bảo hành chính hãng nha anh chị. Xe lướt Legan, Học còn hai con. À, rất đẹp. Không khác gì xe mới hết, còn mùi mới luôn anh chị. Legander. Xe này anh chị mua về này không khác xe đập thùng luôn nha anh chị. Ở vì mẫu Toyota Legan này vẫn là cái mẫu mới nhất hiện tại. Đó. Mọi chi tiết nó còn mới nguyên à. Hai chế độ lái Eco và Power. Lấy chứng số sau vô lăng, ga tự động. Ghế da đục lỗ. Phối hợp giữa hai tông màu nâu và đen. Hàng ghế thứ hai khá rộng rãi. Và có điều khiển của hệ thống điều hòa ở đây. Xe lên cho mình cái trần 5D khá là ấm anh chị nha. Chân này là chân 5D xịn nè, nhìn khá là sang trọng. Đó. Chị nhìn thấy không? Rất mới, cái này nó dán tem. Không có chày xước, chủ thấy bóng bóng sợ chày xước ở đây. Fortuner, đây khóa trẻ con nè. Nói chung là xe này không khác gì xe mới hết á cô chú anh chị. Chị quay để cho anh chị ngắm nghía qua những cái form, tấp bi cửa, form xe, dán xe thôi. Cản zin luôn nè anh chị, thấy không? Cái này cái da trắng trắng nè, cái này cái hơi đen hơn. Đó. Cái này là bằng ton, này bằng nhựa, màu bạc với màu trắng là sẽ rất là bị lệch màu. Nước sơn zin cũng bị lệch màu nha anh chị. Nẹp khung kính nè, zin theo xe.
Đèn thì nó sẽ thiết kế dạng 3D nè, anh chị nhìn thấy không? Có kháng ở đây khá đẹp, dạng full LED. Toyota Fortuner Ligan 2022. Cốp đen, logo. Và Ligander anh chị cũng sẽ được trang bị cốp điện nha anh chị. Cốp điện. Để học lên học mở lóc. Ligander. Máy dầu diesel. Cấp điện một chạm. Xe đã có lót sàn nè. Rồi ở đây thì hàng ghế phía sau cũng có cái lót sàn này để khi mà anh chị đi chở hải sản rồi không có bị nước lọt vào xe. Ở dưới đây thì một lớp lót sàn nữa. Chủ xe hầu như đã trang bị đầy đủ hết rồi anh chị. Đó. Đối với mẫu mới này thì anh chị sẽ có cái loa chợ hợp âm bass ở đây, loa zin theo xe của JBL anh chị nha. Đó. Cái dở của Fortuner là cái đá cốp này nè, nó hướng dẫn 2,5m rồi đá ngay cái chỗ này, chưa có chiếc xe nào mà đá cốp dở như Fortuner luôn á anh chị. Nó đá rất là dở, rất là tệ luôn á. Ngày xưa mới nhập mới về là anh em học đã lên nghiên cứu cái xe này, đá hoài không được luôn. Có cái cốp điện mà đá rất là cực. Nên là Toyota nếu mà làm lại cốp điện thì phải, nếu mà có đá cốp thì phải nghiên cứu lại đa điểm giống như Mazda CX-8 đó anh chị. CX-8 mà mẫu mới giờ người ta đá ở đâu cũng được, ta gạt ngang là được. Đẹp chân kính zin theo xe khá đẹp. Ba cái option của Toyota cũng chán lắm, đặc biệt là camera lùi, camera 360 độ của xe này. Đây anh chị, đây vỏ mới tinh, được cái là bền thôi anh chị. Xe này chỉ được cái bền thôi, bền chạy tiết kiệm, ít có hư hao, chi phí bảo dưỡng thấp thôi. Vỏ dự phòng chưa chạm nè. Đẹp khung kính. Cái da xe của Toyota nó cũng khá dày. Cái thằng này nó đỡ hơn mấy thằng đời cũ, đời 2015, 16 trở lại. Cái da nó dày cui, nó rất là bền. Thì đời này không biết có bền không nha, tại vì cái mẫu này nó quá mới anh chị, mà học nghĩ cũng khá bền. Là do Toyota mà. Cái da này nó nếu mà chạm vào thì nó cũng không có sướng mấy anh chị, nó kiểu giống như nó nhám vậy đó. Nó dày. Đó. Thì nó được cái này mắc cái kia đúng không anh chị, da mà mềm sướng thì nó sẽ mau hư. Anh chị mà lên Fortuner 2014, 2015 nó đụng vào cái da nó cứng khừ, kể cả vô lăng luôn, mặc dù nó là da. Giờ là nó đỡ rồi nè, nó mềm rồi nè. Nó mềm rồi nè. Thì nếu như mà mua vậy thì học nghĩ nó sẽ không bền bằng 2015, 2016. Nhưng mà Toyota thì anh chị yên tâm. Nếu mà so với những cái sản phẩm khác cùng phân khúc thì Toyota là một chiếc xe khá bền. On auto. Điều chỉ mới tinh nè nha anh chị. Rồi để học lên nổ máy. Lo JBL. Vô lăng khá mới nè, chỉ đèn, chỉ đỏ. À xe này hai vùng lạnh độc lập anh chị. Mẫu mới này hai vùng lạnh độc lập. Học mặt cái có dàn lạnh phía sau, xe này thì là hai dàn lạnh. Rồi, để học bật cái camera cho anh chị xem nha. Cái này cái chìa khóa zin theo xe này, có mở cốp. Đây anh chị, cái camera nó nhìn nó rất là mờ nha. Đó, đồ zin nhưng mà nó rất là mờ. Cái nào học nói rõ là rõ nha anh chị, giống như Cross này nó sẽ rõ nè. Còn riêng cái thằng Fortuner này, thậm chí là lên Cruiser Prado á, học thấy camera nó rất là tệ luôn. Thua những cái đầu chép tách loại dởm của Trung Quốc luôn anh chị. Không biết bền không nha, nhưng mà nó rất là mờ. Camera 360 độ của Toyota, cái gương chống chói nè. Anh chị, cái này cũng là bằng da, lo JBL. Đèn light nè. Vô lăng mới tinh, lại chuyển số. Lại chuyển số rồi ở đây là ga tự động. Nói chung là học cũng muốn quay cái form dáng thôi. Xe thì được cái là đồ đồng coi đá anh chị ơi. Đi hoài nó không có hư. Nó rất là bền.
Thậm chí là sau này mà anh chị đi sau 5, 6 năm, 10 năm thì Toyota dòng xe này thì ăn đứt những dòng xe khác về cái giá thành, về cái giá cũ của xe anh chị. Toyota nó được cái điểm mạnh vậy thôi. Chứ còn nó option thì rất là chán. Đây, anh chị nhìn vỏ mới tinh à. Đó. Cũng có camera 360 độ theo đồ Sorento với lại Santa Fe, nhưng mà camera này thì thua đứt nha anh chị. Toyota nên phải làm lại đàng hoàng xíu. Không phải là chỗ nào học quay chiếc xe nó không được đẹp và báo đẹp anh chị lớn coi kỳ lắm. Và những cái dòng xe này là những dòng xe mới học bán khá là nhiều rồi. Fortuner, Ligan học bán rất nhiều. Được cái là nó bền anh chị, xe nó được cái là rất là bền. Toyota bền kinh khủng. Máy 5.000 cây thì nó mới gì anh chị, mới tinh à. Cabo chưa ra nè, nó rất là thô sơ đúng không anh chị, nó toàn là những cái cơ bản đó. Những cái phần này thì Toyota nó làm ok hơn những cái xe Nhật nè. Những cái bát này nè anh chị để ý đi, nó làm bằng kim loại thôi, nó làm rất là chỉnh chu. Dây điện rồi nó làm cũng rất là chỉnh chu. Những cái này nè anh chị thấy không đó. Còn nói về option thì mặc dù có đó anh chị, nhưng mà so với xe khác thì chịu. So với Camaro mà so với Sorento với lại Santa Fe nè là thua xa, thua rất là nhiều luôn đó. Cái đó là Toyota nên phải làm lại đúng không anh chị, nên phải làm nâng cái chất lượng nó lên. Xe bỏ ra tiền tỷ mà, xe này học đang bán là 1 tỷ 140 triệu đó là xe tiền tỷ rồi. Và camera quá tệ. nhưng mà so với xe mới thì cũng được khoảng 200 đó anh chị. Anh chị nào thích ăn chắc mặt bền, xe một cái xe form dáng thể thao đẹp, hầm hố, gầm cao, dễ sử dụng nè, thì hãy nghiên cứu qua chiếc xe này, Toyota Fortuner Legender 2022. Còn bảo hành cho anh chị 5 năm. Xe thì Minh Hồng có cấp giấy chứng nhận cho anh chị không đâm đụng, không ngập nước, động cơ số nguyên thủy, không tô đô. Anh chị có thể là mang chiếc xe này đến đại lý chính hãng để kiểm tra qua chất lượng của em nó, những cái mà bên học đang cam kết cho anh chị nha. Hoặc là anh chị cũng có thể là nhờ anh em thầy thợ bên thứ ba lâu năm bên lĩnh vực mua bán ô tô cũ đến xem xe. Rồi, học sinh chân thành cảm ơn. Xin chào và xin hẹn gặp lại.